đâu, tại vì mình phải xác định đó là nhà nghèo và chịu khó làm ăn đấy, vươn lên mới mới ủng hộ. Chứ mình tính mình là nếu mà ai mà nhà nghèo vậy đấy, không chịu khó làm ăn, không chịu khó vươn lên, một đồng mình cũng không cho và cũng một đồng mình cũng không chi ra đấy. Một tay thì làm sao mà che được mặt trời đấy, mình chỉ có ở đâu thì mình chụp đó. Các bạn thân mến, đó là những dòng tâm sự chút hết tâm can từ tận đáy lòng của chàng trai Quang Linh Vlog, người được mệnh danh là Phật sống trên đất châu Phi nắng cháy. Suốt 6 năm qua, không ngày nào anh không làm việc thiện, khoan giếng, xây trường, trồng trọt, chăn nuôi, thậm chí là trả lương cho cô giáo. Không gì là chàng trai ấy không dám làm. Nếu như xưa này Quang Linh dùng tiền từ các mạnh thường quân, thì mới đây chính anh đã trích số tiền hàng tỷ đồng để thực hiện hóa một dự án thiện nguyện trong mơ, nhưng bị nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện. Vậy dự án đó là gì? Quang Linh đáp trả như thế nào khi bị nói ăn chặn tiền từ thiện? Cùng kênh đi tìm hiểu tất tần tật trong video hôm nay các bạn nha. Thưa quý vị, cách đây không lâu, sau khoảng thời gian trở về Việt Nam đón Tết bên gia đình, Quang Linh Vlog đã quay trở lại Angola để tiếp tục làm việc cũng như thực hiện những dự định của mình. Chúng ta đều biết rằng nam YouTuber từng giúp rất nhiều bà con nơi đây, từ việc mang nước sạch, mang điện về cho đến tặng gạo. Và trong video mới đây nhất của mình, Quang Linh Vlog đã chia sẻ về kế hoạch hiện tại, đó là xây trang trại lớn nhất vùng. Anh cho biết mục đích xây dựng trang trại này là để kinh doanh và toàn bộ lợi nhuận sẽ dùng làm từ thiện. Kế hoạch mở trang trại cho bà con Angola của anh nhận được sự ủng hộ và khen ngợi bởi đây là việc làm vô cùng ý nghĩa và mang tầm nhìn xa. Để hoàn thành công trình này, từ xây kho, xây nhà cho công nhân ở, nhà trồng rau củ quả, nhân giống, mua máy móc sẽ cần đến một số tiền lớn. Nam YouTuber ước tính sẽ phải bỏ ra khoảng hơn 100.000 đô la Mỹ, tức hơn 2 tỷ đồng. Nếu mà thành công thì quá xứng đáng. Mình nghĩ rất là lâu khi chọn quyết định kinh doanh một cái gì đó ở đây và đã nghĩ đến nông nghiệp, chăn nuôi, đất rộng, nước có, tại sao lại không lấy tiền cá nhân nào đó của mình để làm một trang trại? Mình đầu tư rồi lấy lợi nhuận cho người dân mua giống, mua lợn, nuôi bò. Người dân sẽ lấy từ đó rồi chăm sóc và có tiền, như thế là rất hợp lý, Quang Linh Vlog nói. Trước việc bỏ qua tiền khủng ra để xây trang trại, ngoài những ý kiến ủng hộ thì có một vài người cho rằng nam YouTuber đã bớt xén tiền từ thiện rồi nói đó là tiền của mình. Nói về vấn đề này, Quang Linh Vlog đáp trả rất đánh thép. Anh nói, thực ra số lượng mạnh thường quân đồng hành cùng nhóm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một số nhỏ thôi, mà nhóm đều làm theo ý của mạnh thường quân. Có cảm ơn đàng hoàng, sao kê chi tiết trên các video. Bạn nào thấy thiếu hoặc lâu chưa thấy thì có thể liên hệ lại với nhóm, chứ tuyệt đối 1.000 cũng không dám ăn chặn. Dùng tiền mạnh thường quân giúp họ làm việc thiện thì bảo mượn hòa cúng Phật, có giỏi thì bỏ tiền ra mà làm, còn làm trang trại tạo công ăn việc làm có thu nhập để làm thiện nguyện thì bảo trục lợi, doanh thu YouTuber phần lớn để duy trì hoạt động của nhóm nhà tình thương. Sắp tới còn hỗ trợ lương cho rất nhiều giáo viên nữa. Nhiều bạn xem video và chưa hình dung nhiều hoạt động của nhóm cũng tự bỏ công bỏ sức, tự bỏ tiền ra rất nhiều để duy trì. Đoạn clip chia sẻ của Quang Linh Vlog ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn người dân đều bày tỏ rằng vô cùng tự hào và ủng hộ trước hành động ý nghĩa này của nam YouTuber. Đồng thời, mọi người cũng bày tỏ cảm mến tấm lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn tại châu Phi. Sẽ có một khu nông nghiệp Việt Nam đầu tiên tại Angola. Cố lên chủ tịch ơi, cứ thế phát huy nhé. Mọi người luôn ủng hộ team châu Phi. Chúc mừng Quang Linh đã thuê được máy cày, đỡ được công sức mà năng suất lại cao. Nhìn mọi người đang ăn uống đầy đủ là thấy mừng rồi, đói khổ quá rồi. Chúc cho dự án lớn này của Quang Linh sẽ thành công rực rỡ nhé. Cố lên Quang Linh, làm nông nghiệp là vất vả lắm. Từ lúc đầu tư đến lúc thu hoạch là quãng đường rất dài. Chúc cháu thành công, đại thành công nhé. Tôi vẫn nói là Quang Linh như Phật sống người Việt, quá siêu đẳng. Chúc em luôn bình an, mạnh giỏi và ngày càng giàu có, giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Từ những tập đầu tiên khu nông trại, có nhiều người bình luận nhắc Linh làm nước chanh đường đá cho người dân uống cho đỡ nắng nóng. Không biết là Linh có đọc được hay không. Này tập này thấy Linh có nghĩ đến thì mọi người rất là vui, chứng tỏ Linh cũng rất quan tâm đến sự đóng góp ý kiến của người xem và cũng quan tâm thực sự đến người dân. Vừa có tài vừa có tâm thế này thì chúng mình tin mọi sự sẽ thành công các bạn ạ. Mình thấy rất rõ ràng là với Quang Linh, làm cái gì thì cũng phải đích thân mình làm mới chuẩn mới chỉnh được. Châu Phi thiếu gì đại gia viện trợ đâu, nhưng không đến được tay người dân nên họ cứ khổ mãi. Chỉ có người Việt Nam mới tận tụy tận răng với họ như vậy. Một khởi đầu mới cũng rất táo bạo đấy chứ. Mong rằng dự án lớn này sẽ thành công, mang lại hiệu quả thiết thực cho Quang Linh và cả team châu Phi. Việc gì bước đầu cũng sẽ khó khăn và vất vả, nhưng luôn giúp cho các em sẽ thành công để mang tới tương lai cho người dân châu Lục Đen. Ở Angola, có những nơi người dân không đủ tiền ăn 3 bữa một ngày hay mua nước uống. Mình chưa đủ giàu để cho họ nhiều thứ thì chỉ ít cũng có thể giúp được họ bữa ăn. Do đó, với Quang Linh mà nói thì trang trại là trọn vẹn những ước nguyện đẹp nhất mà anh muốn gửi gắm đến bản làng. Ngoài việc xây trang trại, Quang Linh Vlog cũng hé lộ về một dự án nữa sắp được anh thực hiện trong năm nay liên quan đến du lịch. Cụ thể, nam YouTuber sẽ mở những tour du lịch dành cho những ai có mong muốn khám phá vùng đất châu Phi, nơi mà anh và bạn bè sinh sống và làm việc nhiều năm qua. Quang Linh cho biết đã ấp ủ kế hoạch này từ cách đây 1.5 năm, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện vì còn bận nhiều việc. Thật ngưỡng mộ khi Quang Linh quyết định chi hơn 2 tỷ đồng tiền cá nhân để xây dựng trang trại, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn. Và mới đây nhất, anh còn thông báo sẽ tiếp tục trích một số tiền lớn từ sự đóng góp của các mạnh thường quân để xây dựng trường cho các em đến trường. Quang Linh chia sẻ, quy mô ngôi trường sắp tới sẽ dành cho khoảng 1.000 em từ 3 đến 4 thôn trong vùng. Số tiền dùng để thực hiện dự án này sẽ được trích từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân. Tổng giá trị là 1,07 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí hỗ trợ lương giáo viên, đồ dùng học tập, đồng phục sẽ được hoạt động lâu dài và lấy tiền từ các mô hình kinh doanh của nhóm Quang Linh Vlog, cũng như là nguồn thu từ YouTube. Các em nhỏ tại khu vực mà Quang Linh cho xây trường học đều chưa từng đi học, chỉ cần các em đủ 5 tuổi là có thể đến trường và đích thân nam YouTuber sẽ liên hệ với trường bản để lên danh sách những em đã đủ tuổi đi học. Việc xin giấy phép để xây dựng do đích thân Quang Linh thực hiện.
Và trong hơn một tháng nữa, công trình dự kiến sẽ bắt đầu khởi công. Bây giờ nhìn lại mảnh đất khô cằn châu Phi, cụ thể là đất nước Angola, Colin Vlog và nhóm của mình đã thực hiện được nhiều việc làm vô cùng ý nghĩa, và việc xây trang trại chỉ là một trong số đó. Nam YouTuber từng giúp đỡ rất nhiều bà con ở đây, từ việc mang nước sạch, mang điện về cho đến tặng gạo. Linh và nhóm bạn người Việt Nam đã làm hàng loạt những việc giúp đỡ người dân bản địa ở Angola, như khoan giếng, xây nhà, xây trường học, làm rạp chiếu phim, trồng trọt nông nghiệp, làm sân chơi cho trẻ em. Hành trình thiện nguyện của nhóm Linh được bắt đầu từ cách đây 2 năm, xuất phát từ lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với cuộc sống của những người dân xung quanh. Ban đầu chỉ là giúp đỡ một vài cá nhân, nhưng đến nay đã lan ra 7 đến 8 bản làng miền núi Angola. Tuy nhiên, theo nhiều người thì không thể trông chờ vào doanh thu từ YouTuber và nhà hảo tâm được mãi, mà nhóm của anh phải hướng đến mục tiêu dài hạn, không để mọi người phải thất vọng khi trong năm nay anh và các cộng sự sẽ tham gia vào dự án hơn 2 tỷ cùng với một vài mô hình kinh doanh kết hợp các công ty, doanh nghiệp có chung sứ mệnh cho đi một phần để phát triển cộng đồng Angola và cả ở Việt Nam. Những gì Quang Linh Vlog làm không chỉ giúp cho cuộc sống của bà con nước bạn mà còn làm hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thêm tốt đẹp. Rất nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước đều ủng hộ hành động của Quang Linh và hy vọng anh có thể tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.